Ok, thôi lên em. Chiều hôm nay thì giờ đấu một con game mới. Game này có tên là Adugeo. Game cũng ra mắt khá lâu rồi, nhưng mà thời gian gần đây thì mới có thời gian chơi. Adugeo, Steam. Game hiện đang giảm giá mà 30% luôn nha. Đâu, hết sự kiện giảm giá rồi nhá. Tính ra giá hết từ ngày hôm qua hôm kia rồi. Do vừa kết thúc cái đợt mà Winter Sale của Steam. Thành ra là giá cũng giảm. Đây. Vừa kết thúc đợt trước. Game này thì thể loại nó cũng mà tương đối là thú vị. Anh em nhập vai là một người đi bắt thú đó, nhà sưu tầm thú, không phải như Pokemon đâu nha. Mấy con thú dòng này nó hung hãn, nó hiếu chiến lắm. Cho ngoài mình thả mấy con thú ra cho nó đánh nhau, gọi là Guild Ham Tactics. Cho làm cái trailer mà video nó nhỏ xíu nữa, tiếng audio nó nhỏ. Game này trông thú vị vết đó nhá. Nó mới cưỡi con gì giống con Nunu á. Con này rồng hả? Rồng đất hả? Này tiểu long, rồng châu Á. Còn con nãy là rồng châu Âu. Tạo hình mấy quái 3D nhìn cũng chất lượng phết đó chứ. Chúa tể muôn thú. Rồi. Bậc thầy điện thú. Đó, trailer này thì làm cái audio ổn định hơn tí. Nhưng mà vẫn là teaser thôi. Game này ra mắt vào ngày 3 tháng 8 năm ngoái, tính ra năm nay thì cũng gần nửa năm rồi. 5 tháng à. Có demo luôn cho anh em trải nghiệm. Rồi, bây giờ vô thử game rồi, coi nốt trailer rồi. Cái này là đánh vô game đây nhiều hơn à. Nhưng mà không thấy cái giao diện UX/UI nha. HUD của nhân vật á, nên chưa biết cơ chế điều khiển sao. Nhìn mấy con này nó vừa ngộ vừa đáng sợ mà lại vừa dễ thương nữa. Kêu hiệu ứng FPS đầu nhìn cũng là chất lượng phết đó chứ. Làm gần như một con game MOBA chuyển chỉ luôn. Game này mà cái hướng phát triển nó làm tốt nữa thì rất là thú vị đúng không? Tôi coi nhà phát hành còn những con game nào nữa không? Chứ họ làm được cái core game như thế này rồi thì triển khai những con game khác thì rất là đơn giản nữa. Từ đó có thể khai thác thêm rất nhiều thứ. Còn chỉ có một con game duy nhất thôi. Nhà phát hành thì có nhiều game hơn nhưng mà gần như là không có thể loại nào giống cả. Gip à? Không, game này chưa chơi. Ok, một game rất là tiềm năng thú vị nha. Để coi chơi thử nó làm sao. Mất 3 Unity. Không có chỉnh vi sinh hay gì ta. Con đích hay là sử dụng đúp AD di chuyển đây. Quy đúp nghe gọn. Qua đây thì chắc trái phải quy nghe hả? Để tôi suy nghĩ hơn. Như thế này thì nó giống mấy con game Liên Minh Huyền Thoại, MOBA, Dota đầu chúng ta hay chơi nè. Nhưng mà đúp AD này thì tôi thích cái kiểu di chuyển như thế này hơn. Tab dấu cách chữ X F rồi tại tương tác F gọi thú về để ăn cờ này nên để nút Z rồi ta vô game tiếp tục vào. Animation FPS động chứng chỉ phát đấy, thậm chí luôn mấy cái hình vẽ tay nữa là active.
khi mà bắt đầu thì Darknet chúa tể của các muôn thú đã sử dụng cái mà chưa kịp đọc nữa. Bán thần nữa kết thúc hả? ICS là một cái bán thần đó là kết thúc cái chuỗi đời của mình, sau đó là đặt lên lên nguyên cái hòn đảo này. Thậm chí bán thần này thì có thể đánh ngang với mà cái thần đầu tiên của mình luôn. Kết thúc cái triều đại muôn thú của chúng ta rồi. Pokemon thì không biết nó có đánh đẹp như thế này không. Nhắc về Pokemon thì tháng này hình như có con Fan World, một con game rất là đáng mong chờ luôn. Đây, chúng ta đây, di chuyển bằng nút HD thì hơi thuận tay hơn. Không có đánh đấm gì đó. Đi đâu? Quê. Tiếng game thì giờ nó lại hơi nhỏ. Thon hả? Cái gì vậy vậy không khóc. À mình thấy đứng bên cái phần trắng này. Để tôi chuyển qua cái tai nghe mới được. Cảm giác là tiếng nhạc nó vẫn hơi to không? Sao nhạc gì nghe máu chiến gì vậy ta? Nội tại đặc biệt. Nội tại đặc biệt là tất cả những con thú đồng minh của mình sẽ gây cái đam đó. Nội tại đặc biệt thì mỗi con nó mỗi khác nhau. Khi mà nó bốc khói lên như thế này thì lần sau là nó sẽ đánh mạnh hơn. Là tab hoặc là nhấn EG cũng được. Cũng được hết đó chứ. Ngon. Phá được cái thùng này không để. Môi trường có tương tác được nhưng mà không có tác dụng gì cả. Cái thời gian kinh đau nó nằm đâu ta? Lời nguyền. Con thú mà dính cái lời nguyền á thì nó không thể hồi máu được. Nhưng mà làm sao biết? Tab. À, táp để vô cái bảng này. Mình có thể di chuyển nó qua lại trái phải. Chuột phải là chuyển qua cái thông tin của nó.
chuột phải cái nữa là xem thông số nó là không trên giáp nảy đâu ta, thể loại là sát thương vật lý, con này tên là con Mika. Mình có cây trượng 1 sao, 2 sao, 3 sao gì đó. Quét tổng cộng là có 30 mấy con thú mình có thể bắt trong đây luôn nha. Nãy giờ mình đã gặp qua là con này thôi, Mika. Mika là một con thú rất là thông minh, nhìn thấy ở bất kỳ đâu trên cái vùng đất của mình. Con này mình bắt được không ta? Hình như mấy con màu đỏ là không bắt được. Nhạc nghe cũng mà rất là máu chiến đó. Có điều mà không hợp game này mấy. Cái gì đây? Chuyện gì đó boss rồi. Ai sơn. Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Lách ta. Lách ta lại. Thôi là Luca mà. Tao biết mày đang trốn bên trong cái cơ thể con người. Kìa, thằng đất đá nó trả lời luôn kìa. Mày là con của tao ơi, sinh ra từ cái đôi cánh của tao. Tao biết tao không thể là nói chuyện phải trái với mày được. Cái chết thì chỉ có tất cả chúng ta. Đủ đạn đó. Chắc đất đá cứu mình thôi. Mô tiếp thường thấy con game mà. Thực ra mấy studio nhỏ nhỏ đỡ cái việc làm animation thì chúng ta cứ làm mấy cái hoạt ảnh như thế này. Kể một câu chuyện rất là đơn giản luôn. Chuyện gì xảy ra thế, tôi đang đâu? Đang trong game chứ đâu. Dana là giờ nó sống trong mình rồi. Dana chúa của muôn thú. Sau 15, 17 trong cái cơ thể của người thì cuối cùng là nghe được cái giọng nói của ta. Đứa trẻ. Trông như là cậu vừa thức tỉnh lại từ cái chết mà thôi. Đồ quả đẹp nhá, có con đốm đốm nè, cái lá xanh xanh là mấy hiệu ứng effect của cái gương đó nè. Vẫn chưa tin được cái ông này nha. Nếu như tin được ông này thì cốt truyện nó đơn giản quá. Bây giờ mình đi kiếm cái mảnh tinh thể này thôi. Chả có cái gì trong gương cả. Cũng phải ăn cái gương, nó ít nhờ ra cũng phải để một hai món đồ khích lệ tinh thần rồi chứ. Long Quy Bú. Để tên để nó vô liền. Con này giống con gồng trong Pokemon á. Để coi còn đi được đâu nữa không. Bên này chúng ta có cái nhà nè, nhưng mà chắc chưa có người đâu. Sau này có thể mình đi phiêu du gì đó, mình tìm được cái người đó về hỗ trợ mình. Dưới này thì chắc cũng phải có cái gì nữa thôi. Đây, một cái bếp củi nấu nướng. Nói chuyện với nhà huấn luyện ở phía bắc của ngôi làng. Mia, phía bắc ngôi làng có cái nhà huấn luyện. Phía này mà phía bắc hả? Con này con gì vậy trời? Nhìn như cái bó gom vậy. Cậu là ai? Làm thế nào để đến được đây? Tôi là Luca. Tetna đã mang tôi đến đây.
Bà tưởng mình bị tâm thần tại vì thực ra là Đách Na chúa tể muôn thú đã chết từ rất lâu rồi. Chứ nói ông mang mình đến đây thì đâu ai tin được. Rồi bắt đầu đi làm vụ thôi. Ra từ kêu. Cái chất đó thì được chiết xuất tới những người yêu thích những điều mới mẻ của sinh vật thôi. Tức là giết con sinh vật lấy cái đó đó. Nếu như mình không có những cái con thú mà bảo vệ thì mình không thể sinh tồn lâu được ở đây đâu. Bây giờ hãy đi thu hoạch cái mà ra tơ ghiêu đó. Cái đó là cái gì? Giờ bắt hai con thú khác nhau về cho mình thấy. Đó. Bây giờ mới hướng dẫn cái giò trò đi ra sau lưng bắt thú nè. Một mảnh. Con thú bình thường, con thú cầu nguyện, con thú siêu chủng luôn là ba hộp. Trong khi bắt thú mình có thể điều hướng. À mình chỉ cần hướng thôi chứ không cần đứng vô cái vòng này. Hồi nãy đứng gần quá nó cào hết 30 máu luôn. Bắt nào, đừng nó bắt này nha. Ép không được. Mình chỉ mới có lông quy bu thôi. Rồi bây giờ mới vô được cái pho tồn nè. Phá hết rồi. Chúng ta chỉ có thể đi được cái khu gần Gatorgil này thôi. Kết thúc trong 3 tuần là mấy cái này là sao ta? Hình như chấm than là cái nhiệm vụ của mình buộc phải nhận làm cái này để nhận được cái nhiệm vụ này. À còn bình thường á mình đi những cái chỗ này mình sẽ thu hoạch những thứ này gọi là những cái nguyên liệu để mình nâng cấp con phép của mình á. Còn nếu như có cái nhiệm vụ chính tuyến thì nó sẽ hiện cái chấm than ở đây. Tiến lên Long Quy Bu, con này bắt được không ta? Không. Máu hay là tốc độ di chuyển, thực ra mình có bị đánh đâu. Long quy bu của mình chỉ cào được 3 cái thôi, nhưng mà con quái phải đánh 4 lần lận. Đấy nhấn M để mở bản đồ chuột trái để tele le giữa các khu vực. Ok. Bắt được con bọ. Đánh xong là mình thu nó về liền. Chưa xong nữa hả? Hay lắm. Mình có thể đi khám phá được thêm cái gì không? Hay là lia xong khu vực rồi đi luôn? Con này bắt được không ta? Không. Vậy là phải đánh 2 lần con này. Ok. Về, đánh xong là về liền. Thu. Cắn á. Hồi nãy mình có bắt được con bọ mà bên này không có con gì nữa ta. Nắm, đi 2 nắm. Nắm đầu. À vừa nó cho mình ngay cửa luôn. Cũng được, đỡ mấy con đi tìm tòi.
rồi sót dược phẩm nữa. Mấy thằng dạ dạ như tôi là rất hay cái vụ đó. Ủa, hái nấm là xong hả? Không có đâm chém nhau gì vậy? Cái dòng này không phải hồi máu hay là cái gì ta? Stamina hồi phục nhanh hơn 20%. Stamina của mình là cái gì? À, stamina dùng để triệu hồi mấy con thú. Ủa? Đi đâu nữa? Quê có bắt được con nào đâu. À, chắc có khi là về nhà rồi mình mới sử dụng đó. Thành công cái nhiệm vụ bắt được một bộ, một tấm, một cái linh hồn. Chưa bắt được. Cần cái chìa khóa đó. Làm lại ơi. Bắt sao ta? Dạ. Bắt gì khó vậy? Đừng có xây nữa. Chịu đấm ăn soi thôi. Rồi được con Domo gì nè, được đủ ba con nè. Rồi nên mở cái gương. Giờ nó để. Chìa khóa đâu ra ta? Bây giờ mình có con Long Quy Bu là chuột trái. Con thú mới là chuột phải. Con này là chữ Q chữ E gì đó. Natugo, à cái này dùng để nâng á, cái này dạng thú. Nâng dòng lông không ta? Con này dạng đâm phép, 7 đam. Con này 5 đam, con này 11 đam. Nhưng mà nó đánh nhanh hơn không? Giáp nó cũng cao quá nè. Shit. Tất cả Long Quy Bu đòn tấn công rồi sẽ gây gấp đôi đam lại cho ta. À, Ska này sẽ gây cái mà vết thương cho quân địch. Khi mà triệu hồi con thú này sẽ gây ra một cái đam phép xung quanh. Nếu bất kỳ con thú nào trong khu vực này mà gây đam á, sẽ hồi máu theo lượng phần trăm của đó. Mình sẽ triệu hồi con này trước rồi tới con này, tới con này. EQ. Tốt nhất là những EQ á. Ok. Ủa, quy chuột trái. Quy chuột trái, ok.
Chìa khóa lấy đâu ta? Con ra trong này. Thôi, trời nó khó. Ai ghi? Ai ghi? Dạng phép luôn, tấn công thì sẽ đóng băng mục tiêu. Mít tích. Con này mình có chưa ta? Hình như chưa. Con này dễ bắt nè. Ấy da. Này thì dễ bắt. Nhưng mà nó đánh đau hết á. Kinh địch quá. Kể xong nhiệm vụ được rồi, không biết đem đồ gì được nữa. Này thì dễ bắt với chúng tôi. Cái dòng cuối mấy con thú á, như cái dòng này nè đó, kỹ năng đặc biệt đó, nó sẽ đóng băng mục tiêu thì chỉ kích hoạt khi cái này nó lên màu xanh thôi, nó chưa xanh thì chưa lên được. Làm tốt lắm, bây giờ thì bạn đã biết cách bắt thú rồi, một cách được cơ bản để nó lắp lắp lắp. Bây giờ gặp bên chúng ta, cô ấy nổ cái thợ rèn đúng không? Em này không cần biết câu chuyện nó ra sao luôn mà cứ sai mình đi làm này kia. Chào thợ rèn. Này, Belina. Ok. Rất vui được gặp bạn. Lâu rồi, chắc mà cái ngôi làng này lâu rồi, chưa có người mới từng xuất hiện ở đây. Tôi không biết cái điều đó, Alina chỉ đường cho tôi đến đây thôi. Đây là cái thời điểm rất khó khăn đến cho những người mà Aroge là cái gì? Dạ, huấn luyện thú không? Deadka thì đã từng xuất hiện và biến mất ngay sau đó rồi. Deadka là những cái vị thần của tất cả những người trong cái làng rồi luôn á, gọi là linh thú đó. Bây giờ chúng ta có thêm một cái miệng ăn nữa. Chuyên môn của tôi là nấu ăn cho hầu hết tất cả các loại con thú luôn. Ủa, thợ rèn mà. Ờ à, không, cái em này giống bán thịt hơn là hơi rèn á. Cho chờ thịt nè, tấm tớt nè, miếng thịt đó. Rồi, tôi chắc chắn thì mấy cái sinh vật của bạn sẽ thích cái món ăn của tôi thôi. Công thức bí mật á là nằm ở chất lượng của nguyên liệu. Mang đến cho tôi một miếng thịt, tôi sẽ nấu cho bạn. Bây giờ đi tìm thịt. Bắt đầu cái chuyến hành trình cu li của chúng ta đây. Thịt thì mình đến cái đảo nào? Vẫn là chỗ này. Chúng ta có đây. À, đi lụm lại mấy cái tài nguyên của mình lúc đó mình chết. Thực ra tôi chết thử để thấy tính năng đó thôi.
Chơi cần bắt được nó đánh tôn mình. Muốn đổi con này đổi sao ta? Ủa khu này chưa xong nữa hả? Tính ra Long Wibu của mình là đam cao nhất đó chứ. Nó chém được 3 phát rồi. Cái bộ bắt thú là nó ngon hơn phải đánh đó. Lẻ lẻ từng con thì mình cứ bắt hết đi. À hết rồi. Chỗ nãy mình chết à? Hồi máu không được nhiêu hết chứ. Hết rồi, không còn gì đây cho nó. Nè, được miếng thịt rồi nè. À, mình sẽ nó về cái vườn thú nè. Nó dậy tưởng tưởng này nè. Đây, chọc miếng thịt và đưa nó thôi. Nấu luôn ba con này với nhau mà nó được hết à. Xong rồi, nấu ăn coi anh ơi. Chỗ này nó chưa có mở cho mình nha. Có cái gì đó ở đây nè. Baldwin nói với tôi rằng cậu thậm chí còn bình tĩnh hơn một chút là sao? Một người rất là bình tĩnh luôn. Rồi, đánh nơ có thật là còn sống không? Còn về à bao đánh na thì quên đánh na đi, anh ấy đã chết rồi. Em này thì vẫn không tin vào cái chuyện mà còn sống trong cơ thể mình thôi. Đi tìm cái nước thánh để đối đầu với con mà ai nát. Làm thế nào mà có thể mặt đối mặt với được ai nát? Một sinh vật quyền thoại bị quyền của. Cái lời quyền này kết nối với chúng rất là cao luôn. Mọi sinh vật sống thì sẽ khiến ai nát mà cảm nhận nó là cái gì đó.
Bây giờ chắc mình nâng cái dạng thú của mình lên mà mấy con 2 sao rồi. Cái lời nguyền thì bạn có thể nhìn thấy bất kỳ ai sống trong cái khu rừng đó đó. Lô sao là một cái trong những cái sinh vật mà xinh đẹp tuyệt vời nhất, cực kỳ mạnh mẽ. Okay. Nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cái lời nguyền đó. Làm thế nào mà có thể đánh bại được hắn đây? Mình cần phải chế một số cái cổ vật đó. Đến cửa hàng và lấy mua, rồi tiếp tục đi làm cu ly cho thanh niên này. Thanh niên này mới là thợ rèn nè. Thì xuống đây thợ rèn thế nào mình cũng phải đi tìm nguyên liệu cho thanh niên đó. Ông già đó. Shop có bán gì không? 150 vàng để mở cái gương có 40 vàng thôi. Được một ảnh này là sao? Mười một phần trăm tốc độ di chuyển sau khi né. Cái này hồi máu nè, cái này thêm đam, còn cái này thêm tốc độ di chuyển. Hai cái này không đủ tiền. Còn bán gì nó không cụ. Mình có thể nâng cái cổ vật của mình lên, tốn 2 xương một che, 100 tiền nâng cấp. Chỉnh sửa cái cổ vật của mình. Không biết. Cổ vật mình là có 2 cái 1 sao hay gì á. Cái 2 sao còn chưa mở phá cái trượng mình cũng có thể nâng luôn. Cái này là mấy cái nhiệm vụ. Tính ra cái nhiệm vụ này nó cũng mà chủ động hết nên ha. Nó cho mình mua cái gì mua à. Không có bắt buộc. Bây giờ mình cần phải liên kết giữa mấy cái con nhân vật của mình với nhau. Bây giờ chọn cái em tên cái này hả? Natural áp ly lên cái con Nika này. Bây giờ thì Nika đã có 3 cái thuộc tính này. Thuộc tính là thuộc tính thiên nhiên. Chọn một cái hả? Cái này tăng đam, tăng kit đam. Rồi ok. Bây giờ Mika đầy năng lượng. Khoan khoan khoan, làm sao? Mika cần một cái đối tác cùng năng lượng cái thuộc tính Natural này. Như con Domu này, mình lắp vô đây. Rồi. Nhớ tên cái loại thú của mình. Tăng cái đam chia sẻ 20-30%. Giúp đam đi. Cái này đánh quần công đó. Còn cái này đánh thì nó đau. Chắc chơi quần công đi. Băng, băng bây giờ sẽ tăng thêm cái phạm vi. Khi mà đóng băng kết thúc á, thì gây hướng làm chậm.
Rồi hai con này sao cho nó kết nối với nhau được? Ủa? Con này con biết mà. Hai con biết với nhau nè. Nhưng mà nó thuộc tính Natural. Thôi chết rồi. Trời, chơi bậy mất hết sạch mấy cái nguyên liệu ép của mình à. Đây, 2222. Giờ định đến đánh bại cái con mà lâu xa này. Bắt nó đụng đó. Hình như còn sót cái gì. Ai ai ai. Chạy được không? Chạy được không? Không. Hồi nãy hình như còn đống tiền ở đây tôi như chưa nhặt nè. Rồi đây nè. Sao mấy con thú của mình nó không chết ta? Đi cho hết cái đình gần này luôn.
hồi máu không được bao nhiêu máu vậy ta? Cái gì? Phải. Sao mình đã chết? Chơi ý quá, nãy giờ không nhìn tới mà cái máu của mình luôn. Nói chung là mình cũng giết được boss rồi. Thằng Aisha nó đã biết mình ở đây rồi. Bị nguyền rủa thì bây giờ làm sao cứu nó bây giờ? Gương mình cũng chả có gì nữa. Đi đụng nơi đồ cái đó. Thú này mi quyền rồi chị ơi. Kích hoạt bàn thờ cổ có đắt nè. Kích hoạt cái bàn thờ cổ có đắt nè. Ở đâu mà bạn biết cái ý tưởng này? À thì đánh đàn nó nói đó chứ đâu. Đừng có bảo đến, đừng có bảo là đánh đàn nói cho bạn đó. Cái Mai Na này đến giờ vẫn chưa tin là đánh đàn còn sống. Kích hoạt ba cái mà gọi là ba cái gì ra, ba cái thiết bị nằm rải rác ở bên kia cái dãy núi á. Rồi bắt đầu công việc cu ly thôi. Đi lụm đồ cái đó. Chữa em chưa đi làm nhiệm vụ không ơi, đừng có nói chuyện nhiệm vụ đây, đang đi lụm đợi đồ sẽ chết thôi. Chưa lụm đồ. Gọi méo cho về luôn. À, đóng băng nè, chém nó đơn giản. Tại sao mình còn có 10 máu vậy ta? Thank you.
tiến lên Pikachu. Đây 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 đây. Đam thì có hai dạng vật lý mà kháng phép. Thịt 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 đùi hay gì đó, thịt trung bình luôn. Vậy là hết đường á. Hết đường thì về thôi. Làm sao để mấy con thú của mình nó khỏi bệnh nguyền rủa bây giờ? Trăm tiền rồi, trăm tiền nãy biết gì mua đồ rồi. Con này yếu dữ ta, không bắt đâu, yếu quá không bắt. Đi vào. Ra chỗ cái gọng gọng mới được. Nó cái gì sao bắt được. Đừng có sấy nó. Cũng đừng có lặn luôn. Chắc phải kiếm con nào cho tôi nó mới bắt được. Dính nào dính nào. Con này tôi Vega hả? Được. Tiêu bi ra. Con này nó có cái khiên là sao đó. Bây giờ ăn
Hay tấm đệ. Còn nữa hả? Nhấn nó lên, nhấn nó lên. Ok, ba cái điện thoại làm xong. Sót cái gì nữa không? Hình như con thú của mình nó lên level 3 kìa. Biết của mình Long Wee Bu là cái con mạnh nhất. Hai con này, bốn con này level 2 với anh ta. Cái này hả? Badin. Chào mừng Luca, tôi đã tìm thấy cái cổ ngữ này, có thể giúp tôi được không? Đúng rồi. Cái cổ ngữ nè, tức là lắp nó trên đúng không? Cái chỗ nãy nó phá đầu game tới giờ đó. Dẹp hết ba cái bông cây này đi, dướng đường. Đến trên cái bàn thờ ở trên cùng cái dãy núi đó, cái dãy núi cao nhất, chính đối đầu trực tiếp ở đó thì mình có thể làm chó nó và lấy được cái tinh hoa thần thánh đó. Rồi chưa chỉ cho anh vụ boss gì hả? Mấy con thú của mình sao mà giải được bây giờ? Em có con thú mới nè chị ơi. Con này bút giáp, còn con này thì hồi máu. Con này sắp lên level 3 rồi. Con này cao level hơn Long Wee Bu nữa hả ta? Tí nó về mua cái chìa khóa mở cái hòm đây, coi nó ra được cái gì. Đánh nổi không đây? Trời, con sắm mấy máu. Hồi 70% máu. Tí nữa. Trái phải. Ê, ê, ê.
Lại tiếp tục lên cầu thang à. Bảy mươi phần trăm của 12 là 84 máu. Từ 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 ăn cháo. Tụi con này nó gớ cái dưới luôn mày. Tính ra cũng dễ. Bây giờ hãy tận dụng nó là lấy ngay cái mà tinh thể thần thánh này. Mượn tí anh ơi, mượn tí giả. Kỳ thị nhỏ, đánh thua đứa nhóc mà phải bỏ chạy. Mà đứa nhóc này mới có chơi game có 1 tiếng mấy nữa. Biết nè, ra tôi gồ nè. Cái chuông hả? Những tên trộm của Mika trong cái khu vực này. Bây giờ đừng nói đi bắt trộm nữa nha. Cái chuông này thì có cái gì không? Mua được cái gì nữa không ta? Cái tẩu Naturo của mình thì không có kêu được ai cả. Chìa phá 150 mắc hết á, đi nãy giờ chưa đủ nữa. Ủa nhiệm vụ ở đâu, nó hiện cái nhiệm vụ nè. Khoan khoan khoan, cái nhiệm vụ là cái gì? Khu rừng phao thân kêu nguyên thổi, nguyên thổi nhưng mình chưa bắt được.
Thương bạc, thương đồng bạc chưa? Trời, con này đánh mạnh dữ vậy. Đúng là Long Quy Bu rồi. Cuồng chiến, hiếu chiến sát nhân. Ủa, sao không ra quái nữa? Sợ rồi à? Đi mua chìa khóa, đi mua chìa khóa. Bán chìa khóa cụ ơi. Còn lại 33 tiền. Nhưng mà nhiệm vụ nó hiện chỗ nào đâu. Người mới đi xong rồi. Đấy. Giờ nó bán chìa khóa này á. Rồi rồi. Là mình mua chìa khóa 250. Ý, 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 ý. Rồi giờ về được rồi đó. Tôi muốn về đó. Con chết sai nè, mình mạnh phết đó nhớ. Cái chiều động thổ cho mình chết sai luôn.
Ủa, cái photo đó. Không có tội sao mà vậy? À còn cái cổng đây. Thiết kế cục đá này cũng nặng à. Không cho lăn qua. Ngon, đợt này bội thu luôn á. Tôi nghe cái tiếng hồi máu này rồi. Bầy thú của mình vẫn lên mà hai gì đó đó. Ưu tiên mua cái này nè. Tiếp theo là cái cổ ngữ hay sao. Cái này nâng lên được có 2% thôi, chả tác dụng gì mấy. Rồi, đúng rồi đó, mới đấm thằng Acer xong rồi đó. Bây giờ bắt đầu tin mình rồi, tin vào cái sự hồi sinh của mà Danker, Dacker vậy đó. Tại sao chúng ta được gọi là Aurogea? Chúng ta là Aurogea bởi vì chúng ta chuyên bắt những con thú à, yêu mến những cái sinh vật đó. Bạn đã mất hầu hết trí nhớ rồi đúng không? Khi mà đánh lên chỉ vì á, chúng tôi là thông thờ anh ấy như một chúa tể của những cái con thú này. Anh ấy là một trong những là cái sinh vật mạnh mẽ nhất, cho chúng ta thêm sức mạnh. Rồi rồi rồi, rồi. Những cái tượng thờ cúng đánh ne thường gãy gác trong khu rừng, nhưng bây giờ đây nó bị phá hủy gần hết. Sao mà cái thời đại của những cái người bắt thú này. Em này nghe tiếng thằng Dacker mới nói xong đó. Rồi mình nên tham gia một cái chuyến phiêu lưu mà tìm những cái bức tượng của đánh ne này. Chi vậy? Tìm những bức tượng chi? Xài cái này á, thì mấy con thú mình nó được cái chiêu ti luôn. Nhưng mà cái này là cái gì vẫn chưa biết nè. À, tăng máu tối đa cho cái người của mình lên 20%. Đi tìm mấy cái cổ ngữ à. Unlock này, unlock là ra cái gì ta? Chắc là unlock ra thêm một cái ô nữa để mình lắp vô. Nhưng mà unlock ra thì làm gì có cổ ngữ mà gắn, chừng nào có cổ ngữ đi. Tiền không tiền đâu mà mua, có 8 đồng à. Ở đây mình có thể lấy được cái thánh tích này, có một cái gương luôn. Gương này gương Naturo hả? Được.
Đi lấy thêm hộp này nữa, đi bắt con kia. Đây rồi, đôi giày. Combo như là bậc thầy liên minh huyền thoại lão luyện luôn mà. Ê, mình có mất máu nhiều đâu mà lấy cái lọ máu đó. Ôi trời, nó đấm vậy à. Nó tản mình như con luôn, quay lại lấy máu. Mấy con thú của mình nó không chết luôn ta. Đi gương gương gương, lần đầu mở cái gương. Chúng ta coi được cái gì. Trời ơi, được cái con thú này bà hai á. Được con đúng đúng. Còn 50 máu nữa. Về thôi. Được con đúng đúng với cái cuộn giấy. Ngoài ra chẳng có gì cả. Giờ tí hồi máu nữa đó. Con đúng đúng này thôi rồi. Phải cái này không? Không. Ủa? Bảy trên tám hả? Bảy trên tám là sao? Là mình có thể mở cái chuồng ở đây. Trời ơi, đỡ bỏ nó đi rồi. Còn lâu nó mới lên level 3 nữa. Không thấy bức tượng nào hết. Đây là cuộn giấy nè. Tôi sẽ đi bắt cái con kia đây. Ủa cái này là cái gì? Rồi tí nữa đi, đi bắt con này đó. Quên nữa, đi bắt cái con đó nên đem theo hai cái con tun chứ.
Ủa bắt cháu. Lúc nào đi bắt. Ủa chết hả? Vãi thiệt. Làm sao để bắt được nó ta? Tưởng nó ghi ba hộp là bắt được chứ. Hư cấu vậy. Lụm lại đồ bị gớt đó. Không thể để mất đồ được. Thì được khúc xương nữa cũng được. Kìa ngay chỗ mình chết mà. Dạ. Mày gì vậy? Trang bị chưa được mà kiếm định. Cái đồng xu nó gược hay mình, nhìn cái hiệu ứng cũng đã phết chứ. Con bùi bu của mình công nhận là cái con chiến phết luôn á. Đó. Đó là một trong những cái con mạnh nhất, mặc dù không có gây nhiều hiệu ứng. Chỗ này chẳng có gì cả nên đi lại đi. Hai lòng vui bu cắn nhau.
Trời, hồi máu nhanh đó. Thời boss hay gì ta? Boss thì 15% máu. Mấy cái này đồ tươi cũng mà không có ăn được, ăn bậy bạ rồi đi luôn. Ừ? Cộng 1 Etua lên sao ta? Vẫn thì vẫn một mà lừa đảo. Mình vẫn không bắt được nó đâu. Chết luôn. Cái khiêu ở đây mà mình đứng ở đây vẫn chết. Đồ lừa đảo. Nhìn lại. Sắp lên cấp ha này. Không, không có đổi đội hình. Ủa sao nó ghi bên đây? Đang nghịch lô dơ nữa mà. Lên cấp rồi kìa. Ừ, con này mới lên hả? Này lấy đâu ta? Chứ nó giết hai con hả? Ừ không, còn con như mình. Quái nó đụng nhẹ cái mình trắng máu rồi. Lại quản chết anh cứu nữa. Em về hết máu rồi, cái gì đây? À. Đứng ở đây mà vẫn chết. Khốn nạn con game quá. Đi nhặt đồ chết vì bị nhặt đồ. Cày cuốn à.
phải làm lại mới được, không thể bỏ được. Em muốn bắt mấy con thú 3 sao chị ơi, giờ phải làm thế nào? Làm sao? Rồi phải thuộc tính khác mới được. Ừ, đi bắt cái hệ bíp này không à? Ok, không bắt bíp nữa. Bắt bíp thì đi bắt con Naruto khác. Có giờ có boss trong này luôn thiệt á. Tôi cần nhặt đồ thôi mà. Con này biết rồi. Bây giờ phải đứng xa ra nó mới được, đứng gần hơn xui quá. Mót à? Đi ra. Qua đây đánh boss luôn rồi. Rồi giờ là chết luôn rồi đó. Mất hết đồ của mình rồi. Chưa kịp lấy cái xác nữa. Hết tiền, hết chìa khóa, hết mấy cái này của tôi rồi. Đây, có nào tôi gồ vô nào, vừa lòng chưa? Đánh thêm đòn nữa đi, đánh thêm đòn nữa gần như 200 luôn á. Bây giờ đi nhặt đồ mà nhặt hoài không xong là sao? Nó đứng kế bên mà không thấy nữa. Long quy buông nào mới lên cấp. Trời, có mấy đồng bạc chứ đó.
Ủa gì mình chỉ có thể lụm được một cái xác này thôi. Ủa còn ngáo đâu? Vậy là mất luôn đồ hồi nãy rồi, chết hai lần thiệt. Trời ơi con game nó khó, nó ác. Đúng đồ mình để dành đồ game tới giờ nó mất sạch đó. Bây giờ vẫn chưa giải được lời nguyền cho mấy con này. Long Wibu vẫn level 2 thôi, còn lâu lắm. Sắp về cho chị đây. Làm lại, lần này cẩn thận chính chu hơn nha. Lên máu đi cho chắc ăn. Bên này gì vậy? Gà gà như tôi thì lấy máu là ngon nhất. Chưa gì anh mất 4 máu nè, chạy rồi đó nha. Giờ mới bắt đầu vô chuyến hành trình mới nè. Đó, qua cái khu rừng đẹp đẽ hơn nè. Cái tượng nè, phải không?
Ủa con này là sát thương vật lý hả? Không có chìa. Chưa đủ. Đi xuống đó gặp boss đó. Được mỗi vài đồng bạc lẻ. Bây giờ đau quá vậy. À hai con nữa. Đừng đừng cắn tao, đừng. Má nó thiệt. Tượng này xong mà. Ủa, cái đồ tăng máu của mình đâu rồi? Dạ. Còn sót cái gì nữa không? Con này chưa lên level 3 thôi. Đây bầy thú lắc chắc của mình đây. Thiếu tiền lũ đảng nó thôi. Gì nó đây chị? Luka có yêu cầu gì không? Em trai hả? Anh ấy cũng là một Anoge giống như bạn thôi. Rất to lớn, tốt bụng. Đã từng như vậy, tôi không biết tại sao anh ấy lại thay đổi quá là nhiều. Xin lỗi, tôi không nên nói cái chuyện riêng tư này cho bạn, Luka ơi. Chỉ là có một thằng em trai hả? Nhưng mà thằng em trai đó dạo gần đây thì nó đổi tính đổi nết dữ lắm. Rồi. Thì anh ấy thì... Em nói thì rất thích ăn với tôi. Những cái món mà thịt bò nấu với nấm. Và một vài cái loại rau củ nữa.
một ngày trước khi là chúng tôi rời đi đó. Lúc đó là thấy là lạ rồi, nhưng mà chưa biết cái chuyện gì xảy ra. Chắc mình nấu ăn rồi đem lại cho nó để mà giữ lấy trái tim nhân hậu hơn em thôi. Bogoko. Nghèo quá. Cảm cho phép em chị ơi, em mới bắt nó về đây. Con này thấy cũng khá là mạnh. Mấy thú của mình bị nguyền ở trên này, nó đổ quét ở trên này. Rồi hôm nay gần đây đây thôi, coi như game rất là thú vị rồi. Mới bắt được có vài con thú à. Đây là những con Pokemon của tôi. À, đi lên cái điện thờ này để nó hồi máu. Nhưng mà mấy con này bị nguyền thì phải đi tìm cái hòn đá gì đó để giải quyết cho nó. Có điều là bị nguyền hay không thì tôi vẫn không thấy khác biệt gì nhiều cả. Mở cái này luôn để hồi mình chết nó mất đồ hết cái gì. À, bây giờ mình có thể lưu trữ được chín con phép của mình. Con này thì Satun địch tôi, nhưng mà không ngon thì con này giáp châu nè, tốc độ cũng nhanh, nó là lại cái chiêu mà gây bị thương nữa nè. Con này thì đóng băng. Đâm phép. Con này là con mạnh nhất. Mika, còn hay còn gọi tên khác là Long Uy Bung. Rồi, ok, bye bye anh em. Cái thông bon là sao? Con này tự kỷ à?